À, trước hết xin lỗi quý vị và các bạn vì sự trục trặc kỹ thuật trong mạng sự kết nối internet mà chương trình hội luận cà phê đá của chúng tôi đã chậm trễ hơn ít phút. Xin lỗi về sự cố bất tiện này. Thưa các bạn, hôm nay buổi hội luận cà phê đá vào đầu năm Kỷ Hợi 2019. Trước hết xin gửi lời chúc xuân đến tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành và theo dõi chúng tôi trong chương trình hội luận cà phê đá hàng tuần. Thưa các bạn, hôm nay ngày đầu năm mới, theo truyền thống văn hóa của người Việt Nam, chúng ta thường gửi lời chúc tốt đẹp cho nhau. Và năm nay là năm Kỷ Hợi, năm con heo, người ta thường có sự may mắn là dấu chỉ của tài và lộc, người ta thường chúc cho nhau phát tài phát lộc, những điều may mắn tốt đẹp trong năm mới. Nhưng mà có cái lời chúc Tết đầu năm của cha Thanh mà tôi đọc được trên mạng Facebook của cha. Đó là cha chúc cho năm 2019 này không còn sự cai trị của Đảng Cộng sản trên đất nước Việt Nam. Như vậy thì ý nghĩa của lời chúc này như thế nào? Cha muốn gửi điều gì đến quý vị? Thưa cha Vũ, thưa anh chị em, thật ra thì tài lộc thì tôi cũng thích và nhiều người cũng mong, và tôi nghĩ rằng là điều đó là tốt. Nhưng mà điều đó chỉ có thể có được trong cái kinh nghiệm 44 năm qua đó, là phải hết cộng sản thì cái tài lộc mới có. Còn nếu còn cộng sản thì chỉ một nhóm nhỏ có tài lộc mà thôi. Về cái lời chúc thì đó là cái tâm nguyện thôi cha Vũ, tâm nguyện. Tôi chúc cộng sản hết cai trị tại Việt Nam. Tại sao cha không chúc cộng sản sụp đổ luôn đi mà cha chúc cộng sản hết cai trị thôi cha? Thưa cha Vũ, khi nói về sụp đổ đó thì chúng ta hình dung nó cũng như một cái tòa nhà nó sụp đổ, một cái lâu đài nó sụp đổ, một cái ngọn núi bị động đất sụp đổ. Tức là nó diễn tả một cái gì đó chắc chắn và mang tính cố định. Còn trong khi một đảng phái chính trị thì tự thân nó không chắc chắn và không ở vị trí cố định. Ví dụ như ngay Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Nó không cố định, lúc thì ở Hồng Kông, lúc thì ở Thượng Hải, lúc thì ở Thái Lan, lúc thì ở hang Bắc Bó. Tức là về vị trí là không ổn định, không ổn định thì không chắc chắn. Rồi cái thứ hai là chúng ta thấy là đảng phái chính trị thật ra chỉ là một xu hướng chính trị trong một giai đoạn lịch sử. Nên tự thân nó không phải là một tòa nhà chắc chắn. Nên mình dùng chữ sụp đổ là không hợp lý về mặt ngôn ngữ. Hồi nãy cha có nói đến là tài và lộc sẽ đến sau khi mà không còn sự cai trị của Đảng Cộng sản. Và nếu mà cái từ cai trị đó thì nó mang một ý nghĩa là chỉ được một cái nhóm nhỏ là có lợi thôi. Còn đa số là người dân là dưới sự cai trị thì người dân sẽ sống trong cái sự bần cùng. Như vậy thì thưa cha, trên thế giới của chúng ta thì hiện nay chỉ còn là ba nước Cộng sản thôi: Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn. Cha nhìn thấy cái chung của ba đất nước này có những cái điểm nào nó đưa đến cái sự bần cùng của người dân mà không thể phải thoát ra khỏi sự cai trị đó thì mới đạt được tài và lộc? Thật ra thì còn phải kể thêm hai nước nữa, đó là Lào và Cuba nữa. Ở đây chúng ta chỉ thấy đầu tiên đó, đó là cái mộng bá chủ của Cộng sản vẫn không có dứt. Trong tuần lễ vừa rồi đó thì chính Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu lên án tàu, không chỉ một thời gian dài tấn công và xâm lược Tân Cương mà còn gọi là tù nhân hóa người dân Duy Ngô Nhĩ, và đến bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ chính thức lên án cái điều đó. Thì cho thấy là đầu tiên khi mà có cộng sản đó, là cái sự an nguy quốc gia sẽ không được bảo đảm. Đó là điều trước tiên. Mà an nguy quốc gia không bảo đảm được thì không có phát triển được. Mà không phát triển được thì không thể có tài có lộc. Còn tại sao hồi nãy cha Vũ có nói đến cái vấn đề tại sao dùng cái chữ cai trị á, thì thật ra nếu mà chúng ta dùng cái chữ cai trị đó thì chúng ta phải hiểu rằng là nó là một cái từ ngữ sử dụng hợp pháp trong cái thời đại quân chủ, nhà vua phong kiến thì cai trị.
hết đời này cai trị đến đời sau cai trị. Đó là thời phong kiến, thời quân chủ. Còn khi sang cái thời Cộng hòa thì không có cái khái niệm cai trị nữa, mà chỉ có khái niệm đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền tức là người dân họ thấy đảng A, đảng B, đảng C, đảng X gì nào đó mà đứng về quyền lợi của họ, hoặc là có khả năng cao nhất để thực hiện cái quyền lợi của người công dân đó, thì họ sẽ chọn. Ví dụ như chúng ta nhớ vào tháng 11 năm 2016, thì khi đến điểm cuối của tranh cử ở Mỹ là chỉ còn đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Thì cuối cùng dân chúng họ chọn đảng Cộng Hòa. Và lúc đó đảng Cộng Hòa trở thành đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền. Nhưng mà cái hôm tháng 11 vừa rồi, cái cuộc bầu cử của Hạ Viện và Thượng Viện, thì chúng ta thấy là bắt đầu người dân Mỹ lại bắt đầu lại chia ra. Hạ Viện thì trao cái quyền cho cho đảng Dân Chủ, còn Thượng Viện thì lại trao quyền cho đảng Cộng Hòa. Và như vậy đó, ở trong một cái thể chế Cộng Hòa, người dân mới là người cai trị đất nước, còn đảng phái chính trị chỉ là đảng cầm quyền được dân ủy thác cái quyền mà thôi. Do đó khi đặt vấn đề đảng Cộng sản hết cai trị, thứ nhất là tôi muốn nhắc họ, thời gian vừa rồi họ đã đối xử với dân như một chế độ phong kiến. Đó là cái sai lầm, sai lầm trong lý thuyết của họ lẫn thực hành. Và cái thứ hai á, là tôi muốn lưu ý người dân rằng chúng ta không phải là những người bị cai trị nếu chúng ta ý thức là người công dân. Còn nếu chúng ta bỏ cái quyền công dân của mình thì chúng ta sẽ là người không chỉ bị cai trị như là họ thích, mà có thể họ sẽ làm chúng ta như kẻ nô lệ. Và đã đến lúc người dân phải suy nghĩ lại xem coi cái chọn lựa chính trị của mình cho quốc gia nó đúng không? Cái nào nó làm cho mình rơi vào cái bẫy bị cai trị, bị trị? Cái nào nó làm vào cái bẫy mình mới là người điều khiển đất nước, làm chủ đất nước? Cho nói đến cái chuyện mà mình là người dân, là người bị cai trị bởi một cái đảng cầm quyền, và cái đảng đó là đảng độc nhất thôi. Ví dụ như đảng Cộng sản Trung Hoa, Trung Quốc và đảng Cộng sản Việt Nam. Trên một cái đất nước mà có đảng Cộng sản thì như Việt Nam và Trung Quốc thì chỉ có là độc đảng, thì không còn sự một chọn lựa nào khác đối với người công dân. Vậy thì dưới một chế độ của đảng Cộng sản thì người dân, người ta có quyền thành lập thêm một cái đảng nào, giống như là một những đất nước khác mà có đảng Cộng sản đó, họ có một cái ngoại lệ là cho phép họ có một cái đảng phái nào khác để cạnh tranh với họ không? Theo Hiến pháp Việt Nam thì không có cản trở về điều đó. Công dân có quyền lập hội, có quyền biểu tình, thì hội là một đảng phái, là một hình thức hội, nên không có cản trở gì cả về mặt hiến pháp. Đến giờ phút này là không có cản trở nào hết. Ngay điều 4 hiến pháp cũng vậy. Điều 4 hiến pháp chỉ nói đến cái việc đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện xã hội thôi. Mà lãnh đạo toàn diện xã hội ở đây, cái thứ nhất không phải là đảng duy nhất lãnh đạo toàn diện xã hội. Cái thứ hai, lãnh đạo toàn diện xã hội không có nghĩa là anh thâu tóm toàn bộ quyền lực, không phải như vậy. Nên toàn người dân hoàn toàn theo hiến pháp đủ quyền theo hiến định lập một đảng khác và vận động dân chúng chọn lựa mình thay vào đảng Cộng sản. Người dân hoàn toàn có quyền như vậy. Rồi cái vấn đề mà đối với những cái đất nước mà họ có đảng Cộng sản như là Venezuela, họ vẫn có một cái đảng phái khác để cho người dân có sự chọn lựa. Và khi mà đảng xã hội chủ nghĩa đi tới cái sự cùng cực bế tắc đó thì họ mới vùng lên. Nhưng mà đối với Cộng sản Việt Nam thì nó lại khác ở một cái chỗ là khi mà người ta manh nha thành lập nhóm, thành lập hội để mà lên một cái đảng khác thì đã bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Vậy điều này người dân sẽ thoát ra bằng cách nào? Thật ra đây là một cái bài toán khó, không phải một bài toán đơn giản. Nhưng có thể chúng ta thấy cái vấn đề nó một chút xíu như thế này nè. Hầu hết là những người đấu tranh dân chủ ở trong quốc nội cũng như hải ngoại đó, có một cái
nhìn nhận khi thì lạc quan quá, khi thì bi quan quá. Lúc bi quan đó là họ cảm thấy là người dân vô cảm quá, người dân không có tha thiết gì với quốc gia. Còn lúc lạc quan á, thì họ bảo rằng là tất cả người dân đều là chống cộng sản. Thì cái đó là hai cái thái cực đều không đúng, không có chọn đúng cái điểm. Chính vì vậy họ không có được một cái lộ trình hành động phù hợp. Cái vấn đề bây giờ đó là phải nhìn cho đúng. Tức là ở Việt Nam hiện nay là 96 triệu dân đi. Đó, thì có gần 5 triệu đảng viên. Có gần 5 triệu đảng viên. Rồi có khoảng 15 triệu cổ động viên cho đảng viên, cho đảng Cộng sản. Tức là khoảng như vậy là mình tính như là khoảng 20 triệu đi. Thì 96 triệu trừ 20 triệu thì còn 76 triệu. 76 triệu đó là người dân. Đó, thì bây giờ giả sử đảng nào có được 1 triệu nữa. Thì như vậy là cái nhóm 20 triệu kia họ sẽ phải tìm cách vận động cái 76 triệu này. Và cái đảng phái nào mới đó, 1.000, 100.000 hay 1 triệu cũng phải vận động cái nhóm mục tiêu là 76 triệu đó. Vì 76 triệu đó là họ là công dân tự do với những ý thức trách nhiệm công dân độc lập với tư tưởng chính trị độc lập của họ. Mình không thể bắt họ theo đảng Cộng sản, không thể bắt họ theo cái đảng phái nào mới ai đó thành lập được, không thể bắt được. Nhưng mà tất cả đều phải nỗ lực vận động thuyết phục họ rằng tôi đúng hơn, tôi có cái hay hơn và tôi khả thi hơn. Tôi có thể làm đúng ý của ông bà, anh chị em. Và lúc đó đó, cái vai trò của cái việc gọi là tiếp cận vận động công chúng đó, trở nên quan trọng. Và cái khả năng mình nói cho công chúng có thể nghe và tin mình hay không thì cái đó là cái điều phải chú ý. Chứ không có thể cao hứng thì bảo ô tất cả mọi người đều chống cộng sản, hoặc là lúc mà đi quen ô tất cả mọi người vô cảm, chết ráng chịu. Cái đó là hai thái cực không có phát triển đất nước và không có giúp quốc gia được. Phải thay đổi suy nghĩ, phải suy nghĩ. Tất nhiên hôm vừa rồi đi Cần Thơ đó thì thấy rất là rõ, đi vô một cái kênh cấm đầy cờ, nhưng vô nhà nào thì nhà nào cũng nói giá cộng sản hết. Nhưng mà phải có người vận động, phải có người làm cho họ chọn lựa một cái khác ngoài giá cộng sản. Đi không có ai làm cái việc đó, nên họ vẫn cứ phải chịu đựng thôi. Đó, thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà chúng ta phải chú ý đó, đó là người dân họ chọn lựa, luôn luôn họ chọn lựa cái an toàn. Họ luôn luôn chọn lựa cái an toàn. Do đó các chính trị gia mà của đảng phái nào mà xuất hiện đó, thì phải đưa ra được những dự án vừa vô hiệu hóa hoạt động từng phần của cộng sản, nhưng vừa cho người dân cảm thấy họ an toàn khi tham gia dự án đó. Thì lúc đó họ sẽ tham gia một cách rất là vui. Và như vậy rõ ràng các chính trị gia hoặc đảng phái đó đó, họ đưa ra được một cách thức để giải được bài toán khó. Và như vậy thì họ sẽ được kéo lòng dân. Chứ mình đừng có đổ thừa dân thôi, kiểu là dân vô trách nhiệm nữa. Cái điều đó không đúng. Cái điều đó không đúng. Ví dụ như một công dân bình thường, họ làm ăn, họ kiếm sống, họ đóng thuế, họ ý thức trách nhiệm công dân cái đó. Mình phải tôn trọng cái chọn lựa đó của họ. Đừng có nói họ nuôi cộng sản hay là nuôi cái gì, không phải, cái đó là không đúng. Mà bây giờ có cái đảng nào khác để họ chọn lựa không? Còn nếu không thì họ người dân là bình thường. Vì cái ơn gọi chính trị gia không phải ơn gọi phổ quát. Y như ơn gọi linh mục của cha không phải ơn gọi phổ quát. Chỉ là ơn gọi cho một số. Chính trị gia không vậy. Nó là một cái ơn gọi cao đẹp. Nó dành cho một số người mà thôi. Và bây giờ một số người đó không làm thì ráng chịu nha. Mình bỏ ơn gọi, mình ráng chịu. Nhưng mà cái khó là như thế này. Người dân thì không thể, họ có thể đứng lên để mà lãnh đạo được. Dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam quá sức là hà khắc. Công an, hệ thống công an thì còn đảng, còn mình mà. Còn quân đội thì cũng nằm trong tay đảng. Mà anh mà ngon ngoan lên thì chụp anh liền. Giống như cái ông Vịnh Lưu mới đây mang ra xét xử đó. Mới ngấp ngá thành lập một cái đảng gì đó, dân chủ tự quyết hay là cái gì đó, thì là chụp mười mấy năm tù mà đã làm được cái gì đâu, đã kêu gọi được ai đâu. Nên nó rất là khó trong cái việc mà để mà một người nào đó họ đứng lên cho thấy cái điều này. Đó thật sự là khó khăn đối với người ta không? Cái việc
làm chính trị mà không chấp nhận khó khăn thì việc nào chấp nhận khó khăn cha Vũ? Vì Đức Giáo Hoàng Francisco bảo rằng là cái việc bác ái mà mang tính cứu trợ, mang tính chia sẻ cơm ăn áo mặc thì nó chỉ giúp cho một nhóm nhỏ người. Còn bác ái chính trị là nó đưa được một chính sách giúp cho cả một tỉnh, giúp cho cả một quốc gia, thì chắc chắn nó sẽ phải khó hơn gấp ngàn lần, gấp triệu lần cái việc mà cha Vũ móc túi ra một trăm ngàn hay 200 ngàn biếu cho người nghèo. Đó, cái phải, mình phải thấy cái quy mô đó. Đừng có ngồi, đừng có làm chính trị mà theo kiểu là làm sao dễ như ăn cơm. Cái đó thì không phải là chính trị gia. Đó, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, như cha nói về cái trường hợp mà anh Vĩnh Lưu đó, anh Vĩnh Lưu thì không phải lập đảng đâu, nói về là không đúng. Anh chỉ là một cái quy tụ những người muốn trở thành một cái nhóm làm công dân tự quyết, công dân quyết định số phận của mình, chứ không để cho những đảng chính trị dắt mũi, chứ không phải là đảng phái. Nên nói như vậy là phải đúng, kẻo mà mấy anh đang làm án là vớ vô cái câu này của cha Vũ bắt người ta là không đúng. À, không có đúng, à, anh không có lập đảng, mà anh chỉ muốn quy tụ những cái nhóm người muốn rằng tôi không có muốn để bất cứ đảng chính trị nào dắt mũi tôi hết. Công dân tự quyết, tôi sẽ dùng lá phiếu của tôi một cách công bằng để tôi quyết định, mà tôi sẽ giám sát cái lá phiếu của tôi chính xác hay không. Đó, cái mục tiêu của họ nó đơn giản vậy thôi, chứ không có chính trị, không có đảng phái chính trị. Nha. Rồi cái điểm thứ ba đó, đó là tất cả các nước từ Nam Phi cho đến Myanmar và nhiều đất nước khác nữa, kể cả Venezuela mà cha nhắc đến nãy đó, thì không có một cái sự tự do nào giành lại được từ các cánh tay của các nhà độc tài mà không đổ máu. Mặc dù không ai chọn cái vấn đề bạo động, không ai chọn bạo động, nhưng cánh độc tài luôn luôn dùng bạo lực. Như cha nói, còn đảng còn công an, còn đảng còn mình, đúng không? Thì họ sẵn sàng dùng bạo lực. Nhưng cái máu đổ ra trong cái tình trạng bất tuân dân sự đó là cái máu cứu cái nền tự do cho đất nước. Và đó là những sự hy sinh chính đáng, sự hy sinh đáng ca ngợi. Còn nếu mà chúng ta không dám làm bất cứ điều gì thì coi như là cứ để cho mọi sự nó trôi qua. Và lúc nào đó mình thành nỉ hảo, đi hảo thì cứ nỉ hảo ha. Vậy thôi. À, khi mà người ta có lại là Việt Nam chưa đến cái hồi mà cùng cực quận bách như Venezuela hay sao, và đến nỗi và phải đi bới rác tìm đồ ăn, người ta phải chờ đến cái mức đó thì người ta mới coi như là đứng lên giành quyền sống cho mình hay sao thôi cha. Thật ra thì có thể nói ngay rằng là đúng là ở thời điểm này là người Việt Nam mình thao thức về cái điều đó là nhiều, nhưng thao thức đến mức độ kết tinh thành tư tưởng hành động thì còn quá ít. Chỉ đến khi nào có những con người thật sự thao thức mà kết tinh tư tưởng thành hành động thì lúc đó mới có khả năng thuyết phục được người dân tin mình, và lúc đó mới tạo ra được một sự thay đổi căn bản để có tự do dân chủ cho Việt Nam. Còn hiện nay đấu võ miệng khá nhiều, cái điều đó cũng không phải là vô ích đâu, cũng có ích đó, chứ không phải không. Nhưng mà thật ra nó chỉ là cái lớp bề mặt thôi, lớp bề mặt thôi. Thật ra đến bây giờ thì cái lớp chính trị gia ngầm phía dưới chúng ta cũng chưa đủ thông tin để chúng ta có thể đánh giá chính xác. Nhưng mà con tin là có. Nhưng mà đến giờ phút này thì chưa thấy dấu hiệu có được những cái tư tưởng kết tinh thành hành động mà khi người dân nghe, người dân cảm thấy đó là chìa khóa giải quyết vấn đề. Ngoài cái việc mà Cộng sản Việt Nam cai trị một cách coi như là tàn độc trên người dân đi, để củng cố cái quyền lực độc tôn của mình, độc tài của mình, thì con thấy rằng là họ còn thêm một cái chính sách nữa là ngu dân, là mê muội người dân. Bằng chứng là các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản
trong cái dịp ông Táo về trời đó, là thả cá chép, đó là một cái hình thức mà mê tín thôi. Rồi bao nhiêu nhiều hình thức khác, nhiều những cái lễ hội mà nó đậm chất là mê tín nữa, bát nháo, mê muội thì nó nhan nhản, đặc biệt là vào cái dịp rằm tháng giêng này và dịp Tết này, sau Tết tháng giêng này, cho thấy rằng đó có phải là một cái chiến lược, gọi là cái dùng từ chiến lược của họ để họ có như là tồn tại khi mà họ làm cho người dân trở nên ngày càng mê muội và mê tín. Đầu tiên có thể nói là ngày hôm qua đó, trên trang của Thông tấn xã Việt Nam có đăng một cái bài nói về nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Thì trong đó có một con số mà thật sự là con nghĩ ngợi nhiều. Họ khẳng định rằng ở Việt Nam 95% người dân Việt Nam có tín ngưỡng. Có tín ngưỡng. Thì đây là một khẳng định rất là quan trọng. Trước đây thì họ xem tín ngưỡng là mê tín, là cái phải loại trừ. Cho đến năm 2002 đó, thì họ bắt đầu nói rằng là tín ngưỡng tôn giáo là một thực thể tồn tại lâu dài với dân tộc, nhưng mà vẫn coi đó là một số ít. Nhưng với cái bài báo ngày hôm qua của Thông tấn xã Việt Nam mà trích dẫn cái nguồn của bà Hằng, phát ngôn nhân Việt Nam để bình luận và viết đó, thì họ đưa ra con số là 95% dân Việt Nam có tín ngưỡng tôn giáo. Cái điều đó nó cho thấy rằng là họ có một cái sự thay đổi trong ngôn ngữ trình bày vấn đề tôn giáo với xã hội. Và có lẽ nó trùng hợp với điều mà cha Vũ nói đó, tức là họ đang bắt đầu đánh lừa dư luận quốc tế rằng chúng tôi tự nhiên là phải cho tự do tôn giáo, bởi vì đa số là người có tín ngưỡng tôn giáo, nên không tự do thì làm sao được. Đó là một cách đánh lừa. Còn cái việc thứ hai, chuyện cha Vũ đặt ra sát đó, tức là cái tình trạng cố tình làm gọi là mù hóa, mê hóa người dân, và kể cả mê hóa cán bộ. Hàng loạt cán bộ chen lấn nhau để lãnh ấn đền trần, hàng loạt những người mua thuê những người đi câu cá chép về, rồi bắt đầu mua lại của họ, rồi thả cá chép ra, rồi người khác lại câu lại bán cho người khác. Hoặc những người bắt chim bán để cho người mua chim thả ra, rồi có người khác lại bắt lại, rồi tiếp tục mua lại thả ra. Tức là một cái hình thức mê tín và trở thành cái gọi là cái thương mại hóa tâm linh, thương mại hóa tâm linh và ác hóa đối với các chúng sanh, và các chúng sanh trong đó có cả con người. Bởi vì một con cá mà bị bắt tới 3 lần trong vòng 1 tuần thì nó kinh khủng lắm. Hoặc chết hay không biết, lúc nào cũng là con cá có nguy cơ nằm trên thớt. Con chim cũng tương tự như vậy. Và cái đó nó là một cái sự đe dọa môi trường sống của thiên nhiên, chứ không hề là phóng sanh. Không hề là phóng sanh. Và giáo lý Phật giáo dạy khác, không dạy như vậy. Đó. Nên vấn đề ở đây là rõ ràng họ đang cổ suý vấn đề thương mại hóa tâm linh. Thương mại hóa tâm linh. Và đẩy những người dân hoảng sợ vì tình trạng cộng sản bất an phải đi tìm nương ẩn ở tâm linh, nhưng cuối cùng lại gặp cái thương mại hóa của tâm linh chứ không phải bản chất tâm linh thật. Nên có thể nói đất nước Việt Nam là một đất nước đang đau khổ vì thiếu những cái nguồn mạch tâm linh thật và mạnh mẽ đủ. Một mặt thì cha nói là làm cho thương mại hóa tâm linh, làm điều mê muội đó. Còn một khác nữa thì trong cái đợt Tết vừa qua đó, vấn đề mà con thấy rằng đó là cái chuyện nhậu nhẹt nơi người trẻ chìm đắm trong men rượu bia, rồi các chất kích thích khác giống như là ma túy và các loại chất kích thích mạnh đây được đưa vào Việt Nam mà không có sự kiểm soát một cách gắt gao, và giới trẻ thì đã sa vào đó một cách quá đáng, cũng như là cái giá bia rượu là có lẽ là rẻ nhất thế giới khuyến khích người ta sử dụng uống. Và đây cũng có phải là một hình thức để đầu độc những con người trẻ, làm cho họ không còn một cái ý chí để cải thiện, đứng lên cải thiện đời sống cho cái thế hệ tương lai không? Thật ra thì vấn đề dùng những cái
giải trí sa đà như là bóng đá, từ một cái chuyện chỉ là của một môn thể thao thắng thua thì cũng rất là thú vị, nhưng biến thành nó cái niềm tự hào quốc gia, để đẩy hàng loạt những người ra đường coi đó như là một hình thức xả stress, xả căng thẳng, thì đó là một cái thủ đoạn chính trị. Đó là một thủ đoạn chính trị. Rồi đưa thuê những ca sĩ về đến để có thể làm ra những cái live show khiến cho những đứa trẻ như thể là đóng những cái hình ảnh hôn vào cái ghế của ca sĩ đang ngồi, mê mẩn về cái đó. Đó thì cái đó là những cái thủ đoạn chính trị để xả stress cho đám đông, và với sự yểm trợ hàng loạt của cái những cái nhóm nghệ sĩ. Ví dụ như hôm vừa rồi đó thì báo chí đưa một cái tin là trước đó là một người bị rớt mất 30 triệu được công an nhặt lại trả lại 30 triệu. Rồi sau đó một cái hình ảnh là ông tổng chủ đêm giao thừa đi lì xì cho những công nhân vệ sinh. Thì người ta phát hiện cái cô mà gọi là mất 30 triệu được công an trả lại và cái cô làm vệ sinh đó là hai người là cùng một khuôn mặt. Và khi giới thiệu ở cái lần mà được trả tiền thì không phải là công nhân vệ sinh. Và như vậy là họ có những cái đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp để đóng những cái event chính trị. Mà đúng là bây giờ không thể qua mắt được các nhận diện của Facebook trên khuôn mặt. Nên người ta nhanh chóng tìm ra được cái nhận diện đó. Đó, cái đó cho thấy rằng là tức là họ dùng những thủ đoạn, đó là gọi là thủ đoạn chính trị, để xả stress dân, để gọi là tạo ra một sự an ủi giả trên dân. Thì đối với những người gọi là những người không muốn tìm kiếm chân lý, tìm kiếm sự thật, họ sẽ bằng lòng với sự an ủi giả tạo đó, và họ bình an. Ừ, đất nước mình cũng có những người đàng hoàng, ừ, đất nước mình cũng có những hành vi chính trị tốt. Nhưng mà cái đó nó chỉ đủ sức đánh lừa những người không muốn thoát ra khỏi tình trạng bị đánh lừa mà thôi. Cũng một chuyện đau buồn khác trong những ngày đầu năm, đó là cái tình trạng tai nạn giao thông, tình trạng nhậu xỉn rồi côn đồ đánh nhau một cách bạo lực. Thì theo thống kê có được biết thì khoảng 3.500 đánh nhau, trường hợp đánh nhau phải nhập viện, và thêm là cũng là mấy trăm người chết vì tai nạn giao thông trong mấy ngày Tết thôi. Cho thấy rằng cái số mà những cái người trẻ đó, những người hăng máu lao vào nhau để xử sự bằng cách bạo lực như vậy, rồi chết vì tai nạn giao thông một cách đáng thương như vậy, thì những cái chết đó, những cái hy sinh đổ máu đó là cái hậu quả của việc Cộng sản cai trị ở người cha. Cái đó là đương nhiên rồi cho Vũ. Giờ ở đây vấn đề là chúng ta thấy, tức là họ bắt đầu tiêu diệt dân tộc mình bằng những cái rất là tinh vi mà người dân không để ý. Ngày Tết là cái ngày đoàn tụ vui, nhưng bắt đầu giới trẻ nó không còn thấy đó là ngày đoàn tụ vui, nên chỉ cần có một cái xung đột nhỏ là đánh nhau, thì Tết trở thành cái cơ hội nghỉ để đánh nhau chứ không phải nghỉ để xung họp vui. Đó, nó làm mất đi cái giá trị, cái hồn Việt của mình. Đó là cái độc ác của Cộng sản đó. Nó đang tẩy não, đang thay lòng dạ của con người. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái đánh nhau thì thật ra đó nó chỉ là cái người dân còn không còn thấy nó là cái ý nghĩa của cái sự cố gắng trân trọng nhau từng cái cuộc gặp mặt của những ngày Tết. Nó không còn là vấn đề đó nữa. Và trong thực tế, trong cái những cái vụ mà cha đánh người ta chưa thống kê, chứ còn có cả vụ dân đánh công an trong những ngày đó nữa. Có những cái vụ đó nữa. Thì cái đó để cho thấy rằng là người dân bắt đầu rơi vào một cái tình trạng chỉ có phản ứng tức thời với những cái mà mình không chịu nổi, chứ không có Tết hay không Tết gì nữa cả. Cái hồn Việt đang bị mất dần, đang bị cạn dần bởi chính cái lối cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa cha, với tất cả những cái vấn đề xã hội mà vẫn còn rất là nhức nhối, đau buồn trong năm vừa qua, năm nay thì cha chúc là Đảng Cộng sản không còn cai trị trên đất nước này nữa. Liệu cái lời chúc đó cha thấy có thành sự trong năm nay không? Thật ra lời chúc một cách nào đó, ví dụ như là người ta chúc cho tiền vô như nước,
chúc cho trẻ mãi không già, chúc cho khỏe hoài không bệnh, đúng không vậy ha? Thì những lời chúc đó nó mang một cái dấu ấn của một ước mơ. Và các bạn trẻ bảo là ước mơ thì miễn phí. Tự do thì mới đổ máu. Nhưng mà để có được cái tình trạng hết cộng sản cai trị Việt Nam thì chắc chắn là máu người Việt Nam phải đổ ra. Rồi, xin cảm ơn cha. Chúng ta có thể khép lại cái buổi hội luận cà phê đá ngày hôm nay. Điều mà cha Thanh ước mơ, có lẽ tôi cũng là cái điều ước mơ điều đó. Và không phải chỉ có tôi, cha Thanh, và có lẽ rất nhiều bạn trẻ khác, cũng như là người công dân Việt Nam trên đất nước này đang ước mơ cái điều đó trong năm 2019. Nhưng mà ước mơ thì cũng phải có những cái nỗ lực cố gắng hơn trên con đường dân chủ, để chúng ta có thực sự một đất nước hòa bình, thái bình và thịnh vượng, dân chủ và nhân bản như điều mà tất cả chúng tôi và người dân mong ước. Xin thân ái kính chào quý bạn, chúc quý bạn một năm mới được an vui, mạnh khỏe và tiếp tục ủng hộ chương trình Cà Phê Đá hàng tuần của chúng tôi. Xin thân ái kính chào.